phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, những người dân gốc Hoa đã ở đây buôn bán nhiều đời nay. Bên cạnh việc buôn bán hàng ngày, những người dân ở đây cũng đang rất quan tâm đến việc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Phần lớn họ đều thấy hành động của Trung Quốc là sai trái. Trung Quốc thì bành trướng thì nó có từ xưa tới nay rồi. Trung Quốc sai 100% rồi đó. Những người dân thường đều mong muốn hòa bình. Những người dân gốc Hoa đang sinh sống trên đất nước Việt Nam cũng vậy. Họ cần sự an bình, hòa hợp để cùng nhau phát triển. Nói chung á, tranh chấp thì cũng khổ cả hai, ai cũng dân cũng khổ. Đã có nhà nước người ta giải quyết, nhưng mà về cái vấn đề đó mâu thuẫn nó xảy ra chắc chắn thì người dân mình sẽ ảnh hưởng và sẽ khổ hơn. Hòa bình và công lý là thứ có giá trị và là điều tốt đẹp nhất với bất kỳ người dân của một quốc gia nào. Rất nhiều người gốc Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh đang ủng hộ sự chính nghĩa của chính phủ Việt Nam trong cuộc đấu tranh với các hành động sai trái của chính phủ Trung Quốc trên vùng biển Hoàng Sa mấy ngày gần đây.